Nguồn tin độc quyền từ trang chuyên đưa tin PSG là PSG Community cho biết Mbappé sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng trong thương vụ chuyển từ PSG sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023 này. Cũng theo PSG Community, một cuộc họp đã được tổ chức giữa giới chủ sở hữu người Qatar của PSG cùng đại diện của Real Madrid vào thứ Tư và các cuộc đàm phán đang tăng tốc. Tiểu vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, đồng thời là chủ sở hữu của nhà đương kim vô địch Lê Trăng và chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đã có những tin nhắn trao đổi trong 24 giờ qua để đạt được thỏa thuận. Theo PSG Community, thương vụ chuyển nhượng Mbappé sẽ có giá trị 250 triệu euro ban đầu. 50 triệu euro khác là tiền thưởng liên quan đến số trận đấu mà cầu thủ 24 tuổi này thi đấu cho Real Madrid. Hoặc Mbappé có thể chạm tay vào giải thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, quả bóng vàng hay không. Nếu thông tin này là chính xác và thỏa thuận được tiến hành, Real Madrid sẽ phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng thế giới trước đó khi PSG kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 222 triệu euro của Neymar với Barcelona năm 2017. Bên cạnh đó, số tiền này cũng sẽ giúp cho PSG có lần hiếm hoi trong hơn một thập kỷ qua bán cầu thủ có lãi. Mbappé gia nhập PSG dưới dạng cho mượn từ Monaco trong cùng mùa hè trước khi anh trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất thế giới trong một hợp đồng vĩnh viễn trị giá 145 triệu euro và cộng với 35 triệu euro phụ phí một năm sau đó. Việc Real Madrid sẵn sàng chi số tiền như vậy là điều rất bất ngờ khi Mbappé trở thành cầu thủ tự do chỉ sau một năm nữa. Cách đây không lâu, Mbappé đã thông báo kế hoạch của mình là sẽ rời PSG, nhưng sau đó chia sẻ đang rất hạnh phúc tại Parc des Princes và dự định thực hiện cam kết về PSG. Tuy nhiên, câu lạc bộ được cho là đã có một đường lối cứng rắn với cầu thủ ngôi sao của họ, giải thích rằng anh sẽ bị bán nếu không cam kết tương lai. Có vẻ như PSG không muốn rơi vào tình cảnh phải lệnh lục cầu thủ này ký hợp đồng thêm lần nữa. Giải quyết Mbappé càng nhanh, họ sẽ càng có thêm thời gian để bổ sung lực lượng. Mà thực ra, trái tim Mbappé cũng đã chán ngán PSG hết mức. Chây cối giữa anh thêm cũng sẽ chẳng giải quyết được điều gì. Hè 2021, Mbappé đồng ý ở lại sân công viên Quang Tử vì hai lẽ. Một là sức ép từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Hai là PSG hứa mang về Paris Saint-Germain những tên tuổi để đội nhà theo đuổi vinh quang ở Champions League. Nhưng rồi, PSG có những gì? Họ liên tục kiếp đồng với những ngôi sao ở tuổi xế chiều của sự nghiệp hay những ngôi sao theo dạng chuyển nhượng tự do. Thoáng nghe những cái tên trong đội hình thì tưởng chừng như khủng lắm. Song thực tế thì PSG còn xa mới bị kịp Real Madrid đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ, mới bằng một Bayern đang trong khủng hoảng. Và tất nhiên, còn rất nhiều năm nữa mới có thể tiệm cận được cảnh giới của Manchester City. Đội bóng cũng được giới chủ giàu có phương Đông bơm tiền giống họ. Hai năm qua, PSG chỉ dậm chân ở vòng 1/8 Champions League. Thành tích rõ ràng thụt lùi so với mùa 2020-2021, mùa mà họ vào bán kết, hay mùa 2019-2020 lúc họ chơi trận chung kết. Với một cầu thủ giàu tham vọng như tôi, mục tiêu duy nhất là chinh phục mọi danh hiệu, cả tập thể lẫn cá nhân cùng đội bóng. Nhưng tại PSG lúc này, tồn tại những hạn chế nhất định mà sớm muộn gì chúng tôi cũng phải trả giá vì chúng. Chúng tôi đã trải qua hai kỳ chuyển nhượng đáng thất vọng. PSG cần bổ sung, tăng cường chất lượng cho mọi tuyến thì mới mong cạnh tranh danh hiệu tại các sân chơi châu Âu. Nhưng câu lạc bộ đã không làm thế. Mbappé thẳng thắn chỉ ra sai lầm trong chuyển nhượng và những gì PSG cần làm để cải thiện thành tích ở Champions League. Nhưng anh không thể ngồi yên cho đến lúc thay đổi có hiệu lực. Năm nay, tiền đạo này đã 25 tuổi. Nhìn Haaland gặt hái tất cả những danh hiệu cao quý chỉ sau một mùa giải chơi cho Man City, thôi thúc Mbappé chuyển nhà ngay lập tức. Trước đây, nhiều tờ báo bao gồm Mundo Deportivo đưa tin rằng PSG sẽ từ chối bán Mbappé cho Real Madrid. Nhưng có vẻ như tiểu vương Qatar đã nhượng bộ trước điều này và thay vào đó muốn kiếm lợi nhuận từ tài sản quý giá nhất của mình. Qatar sẵn sàng hợp tác với Florentino Perez để trao đổi Mbappé. Không như các tin bất đồng chỉ vì một cầu thủ, đầu óc của các ngài trên thương trường không đơn giản thế. Tình hình hiện tại của thương vụ Kylian Mbappé vượt xa giới hạn của bóng đá. Danh tiếng của Qatar trên thị trường kinh doanh đang bị đe dọa. Tiểu vương Qatar hiện tại sẵn sàng làm ăn với Florentino Perez, người đồng thời đang là giám đốc điều hành của ACS, tập đoàn xây dựng Tây Ban Nha nổi tiếng thế giới, có các dự án cơ sở hạ tầng lớn ở nhiều quốc gia, trong đó có chính Qatar. Dù có mối quan hệ làm ăn với chủ tịch Real Madrid là thế, song cái giá mà các anh dầu mỏ đưa ra sẽ không dưới 200 triệu bảng. Họ hy vọng sẽ thu được nhiều hơn nữa cho thương vụ này, thậm chí là phá kỷ lục chuyển nhượng. Rất khó để tranh cãi về mức giá này, nhất là khi không có tiền lệ cho một cầu thủ như Mbappé trong năm cuối cùng của hợp đồng nên có giá bao nhiêu. Real Madrid sẽ không trả tiền như vậy và PSG chắc chắn biết điều đó. Ở thời điểm này, câu chuyện chỉ còn là vấn đề về giá, nhưng nó vẫn không dễ dàng cho Los Blancos. Họ vừa chi 103 triệu euro cho Jude Bellingham và đang trông chờ việc Mbappé sẽ ra đi miễn phí vào mùa hè tới. Nhưng rồi sự kiện Karim Benzema bất ngờ sang Saudi Arabia làm phức tạp mọi thứ. Đột nhiên Real Madrid cần một tiền đạo ngay mùa hè này. Tuần trước, Perez đã hứa với người hâm mộ rằng Mbappé sẽ trở thành Madridista trong năm 2024. Nhưng rồi kế hoạch phải thay đổi khi Benzema tuyên bố ra đi. Harry Kane là một cái tên lý tưởng, nhưng sẽ có giá không hề rẻ
Bởi lẽ, Daniel Levy nổi tiếng cứng rắn trên bàn đàm phán. Giờ thì giá nào để mua Mbappe cũng phải chơi thôi. Để dọn chỗ cho tiền đạo sinh năm 1998, Real cũng đã có hàng loạt quyết định mạnh tay. Eden Hazard bị cắt hợp đồng, qua đó giúp cho câu lạc bộ tiết kiệm hàng triệu euro tiền lương. Benzema nằm trong số những người kiếm được nhiều tiền nhất ở Madrid và cũng đã ra đi. Mới đây nhất là trường hợp của Marco Asensio. Mặc dù vậy, Mbappe là cầu thủ được trả lương cao nhất ở châu Âu. Dù chắc chắn sẽ phải chịu giảm lương khi rời PSG, không có nghĩa là Mbappe sẽ nhận khoản thu nhập rẻ mạt hay chấp nhận những điều khoản kém hơn nhiều. Về phía PSG, đã đến lúc họ phải bán Mbappe. Mất đi một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới chưa bao giờ là điều dễ chịu. Người con của họ lại muốn đặt trái tim của mình vào một đội bóng thường xuyên cạnh tranh với PSG trên đấu trường châu Âu. Vào một thời điểm nào đó, Mbappe sẽ bước ra sân Parc des Princes trong bộ trang phục màu trắng của Real Madrid. Mặc dù vậy, đã đến lúc phải đưa ra quyết định mà họ vô cùng muốn tránh. Sẽ có những sự tổn thương, nhưng bán Mbappe và nhận về khoản tiền lớn có lẽ là điều tốt nhất. Nếu nhận được khoản tiền khổng lồ từ Mbappe, PSG có thể bắt đầu xây dựng một điều gì đó mới mẻ. Dự án của Qatar từng được xây dựng dựa trên các ngôi sao. PSG mua người vô tội vạ, bắt đầu với khoản tiền 42 triệu euro lỗ bịch cho Javier Pastore năm 2012, cho đến Cavani, Neymar, Messi và cả chính Mbappe.